câu hỏi thứ hai là khi tôi đang bị sốt thì có thể nào mà hỗ trợ năng lượng cho người khác được không ạ? Vâng, nếu mà trường hợp chúng ta bị những cái cơn cảm nhẹ hoặc sốt hoặc là những cái sự xáo trộn bằng ăn uống hay là thời tiết thay đổi thì chúng ta có thể chữa lành mình trước, hoặc là chúng ta chữa lành cho những người xung quanh trước rồi quay lại chữa lành cho mình cũng được, không gì trở ngại. Dạ. Đi ra con dịch đi nhé. Dạ. Ngắt câu. So here we have another question saying that if I'm having a fever, can I give healing support to other people? Mr. Lee said that in terms of when you have a minor cold or minor fever, or if you have some sort of food poisoning, or you are under the effects of, you know, when the weather changes and you react to that, then you can choose to do self-healing first and then you can assist other people, or the other way around. It's totally okay with those minor conditions.